Thì mới Hai Sướng xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hai Sướng chúc cô chú anh chị các bạn luôn có nhiều sức khỏe nha. Bữa nay sáng sớm mà trời đã mưa. Mà sáng sớm mà trời mưa không? Giờ mình ướp cá, sắc ớt, sắc hành để vô cho nó thơm. Ướp cho nó thấm rồi mình kho. Miếng nước màu vô. Miếng đường. Nêm. Giờ mình cho nước mắm vô. Rồi, mình cho thêm miếng muối rồi nữa. Mình cho lên cho nó đều cho nó thấm rồi mình kho. Sắc móng cho lẹ khỏi hầm lâu. Làm nấu canh. Trở về lại cho nó thấm đều. Xong lát mình cho một miếng nước vô. Sao cho nó thấm vô lại mình để biết chưa. Giờ, giờ mình cho thêm miếng nước vô. Giờ mình kho cho nó kẹo lại thấm vô cá. Mình kho nãy giờ nó kẹo lên rồi, giờ mình để tiêu để hành vô. Tiêu vô quá thơm luôn. Quá thơm, thơm của tiêu mực nồng luôn. Tắt bếp. Mình cháy bếp mình kho mặn mặn luôn. Mình nó canh dữ nha. Có nước thì có nước rồi.
cho nước mắm, hạt nêm, đường vô. Nước mắm nhiều. Tép chín này, nó là cũng kẹo kẹo rồi. Giờ mình tắt bếp, tắt bếp chuẩn bị mình nấu nồi canh. Giờ mình ướp chả cá thắt lát với thịt mình bằm mà mình nhuyễn là trộn chung, mình ướp gia vị vô cho nó thấm hồn nấu canh. Tỏi thơm, tỏi hành phi. Đó. Nêm. Tí xíu muối vô. Tí nước mắm nè. Mình để tiêu vô. Mình trộn lên. Trộn mình tán lâu rồi nó dai. Thì chỉ có miếng thịt vô cá không, không thích. Có miếng thịt vô ngon. Ngon. Có người thì người ta chịu cá không, nó dai lắm. Thịt mình lấy ít hơn thì lấy nhiều. Rất sâu rồi mình để cá vô. Chả cá. Rồi bây giờ mình để hạt nêm muối vô luôn cho nó thấm. Đấy. Dặn thêm một tí được. Sau chín cá mình để hủ qua vô sao. Cá chín rồi mà không nổi lên trên. À, sau đấy giờ nó nổi lên nó chín rồi thì mình để hủ qua vô. Để hủ qua vô là xong. Một cái nào. Sau này nữa là nó chín. Ngoài này mẹ sắc nó mỏng những màu chín. Màu chín. Mình để qua vô nãy giờ nó cũng sôi lên đã chín rồi. Mình để hành ngò tiêu vô. Xíu tiêu. Bây giờ mình múc canh ăn cơm. Chung mời cô chú anh chị và các bạn ăn cơm với gia đình ba chung nha. Nhà mặn quá, ăn mặn con. Mặn ăn với canh. Mời cả nhà ăn cơm gia đình mình nha. Ăn cơm với canh của quà. Cá lòng tâm, cá sặc, kho khô. Cá kho khô tiêu hả? Mời cô chú anh chị các bạn cùng ăn cơm với gia đình của mình nha.
hay sắc lát hay gì? Sắc lát với thịt mầm dùng mầm quết chung luôn. Cá kho, cá này có trứng rồi. Cá nhầm này trứng không à? Cá 15 à. Cá 15 là cá nhầm hả? Ừ. Nè, anh ăn hút trứng à? Nó ăn cần. Con mèo quá chưa hay vô. Nó định gà quá kìa. Canh gà nãy giờ không chịu vô luôn à. Vô ăn cơm nè mèo ơi. Ôi nó giỡn quá kìa. Cá này cá gì luôn? Mình thích ăn thịt thì mình bầm thịt để vô thêm. Chút thuốc nữa. Bớt rồi giờ ăn mấy đồ mặn với đồ cao. Ăn mặn không? Ở nhà muối á, để này chị muối nhớ đó. Ừ. Có màu hết. Tiêu rất. Tê một xíu rồi chơi. Hút thuốc vô, không ăn không uống gì chưa, mới ngắm hút vô. Không xách vô còn ăn uống gì không. Nghĩ ăn cái dòng nữa hay không rồi. Khó ngủ quá. Tới giờ phải ngủ một chút luôn. Những cái đường gió nhiều. Chuyển mưa thôi. Mà chuyển mau mưa lắm nha, không phải lâu đâu. Chuyển mưa. Mình thôi nói nha. Hay quá. Chân rồi phải chán ăn rồi đó. Nói chán rồi làm trước rồi đó. Thank you.
Không có mưa ở đây đâu. Nó nói ăn chả cá trong nước mắm. Hai Sướng xin kết thúc clip này cho cô chú anh chị các bạn. Mình hẹn cô chú anh chị các bạn tiếp theo của Hai Sướng nha.